5 năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức cuộc thi trực tuyến với chủ đề Phụ nữ chung tay phục hồi hệ sinh thái, nhằm hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường Thế giới. Đơn vị Hội Phụ nữ Công an tỉnh Tây Ninh đã hưởng ứng tham gia dự thi trên trang Fanspace của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với chủ đề Phụ nữ Công an Tây Ninh, hành động phục hồi hệ sinh thái và phòng chống đại dịch Covid-19 đã được nhiều lượt thích, chia sẻ và bình luận, góp phần lan tỏa thông điệp của cuộc thi đến với tất cả mọi người. Các ý tưởng và kết quả của những hành động thiết thực trong bài dự thi, chúng tôi phát họa vào thực tiễn và sáng tạo hơn để mọi người đều có thể thực hiện. Và đặc biệt là phụ nữ chúng ta, hãy cùng hành động vì một hành tinh xanh. Đầu tiên là việc trồng nhiều cây xanh theo đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ. Đề án này đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai vào tháng 3 năm 2021. Tỉnh hội đã lập một group trên Zalo với tên gọi Phụ nữ tỉnh ra quân tích trồng cây. Chỉ có 30 cán bộ hội là thành viên của group, mà trong vòng một tuần ra quân đã có cả mấy trăm hình ảnh tham gia trồng cây của phụ nữ trên toàn tỉnh với số lượng hàng ngàn cây. Đây là việc làm ai ai cũng có thể thực hiện và hiệu quả mang lại rất cao. Việc thứ hai là tiết kiệm điện vì một hành tinh xanh. Rất nhiều người, kể cả người lớn lẫn trẻ em, có thói quen để nguyên dây cắm trong ổ điện, ngay cả khi không dùng đến. Hành động này vô tình gây lãng phí một lượng điện tương đối lớn, vì ngay cả trong chế độ chờ, các thiết bị này cũng làm tiêu hao năng lượng. Tốt hơn hết, tất cả mọi người nên tiết kiệm điện, ra khỏi phòng ở, phòng làm việc phải tắt hết. Giảm từ từ và chuyển sang nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa. Tiếp theo, chúng tôi muốn nói đến là vấn đề tiết kiệm giấy. Và cuối cùng là công tác tuyên truyền. Đây là công tác vô cùng quan trọng. Để tất cả cùng chung tay thực hiện có hiệu quả các giải pháp trên, cần có một hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, phù hợp với thị hiếu người xem, người nghe để đạt được hiệu quả cao nhất. Cho nên, Phụ nữ Công an tỉnh luôn lắng nghe, thu thập thông tin và tham mưu thiết kế những sản phẩm tuyên truyền mang đậm tính thực tế để công tác bảo vệ môi trường không chỉ riêng chúng tôi, mà là của chúng ta. Cuối tháng 7 năm 2021, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức Đại hội Phụ nữ lần thứ 10, nhiệm kỳ 2021-2026 với chủ đề Đoàn kết, năng động, kỷ cương, sáng tạo. Với đội ngũ cán bộ, hội viên có đủ kỹ năng, linh hoạt, khéo léo, tin chắc rằng không chỉ những giải pháp của công tác bảo vệ môi trường, mà còn nhiều giải pháp công tác phụ nữ, gia đình và trẻ em sẽ được triển khai và thực hiện có hiệu quả trên diện rộng. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đồng hành cùng Hội Phụ nữ Công an tỉnh Tây Ninh trong các giải pháp này nhé. Hãy thích, bình luận, chia sẻ để cùng lan tỏa thông điệp chúng tôi nào.